Thưa quý vị, còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Những ngày này, khu vực chợ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhộn nhịp hơn khi nhiều bạn trẻ đến đây ghi lại những khoảnh khắc xinh tươi chào đón năm mới. Ngay từ sáng sớm, tại các con đường quanh chợ Biên Hòa không khó để bắt gặp hình ảnh những chàng trai cô gái diện áo dài đủ màu sắc rộn ràng chụp ảnh đón xuân. Ngoài chùa, chợ Hoa Xuân, quán decor Tết thì chợ truyền thống là một trend mới của mùa chụp ảnh Tết năm nay. Chợ Biên Hòa tụi em chọn là tại vì có một mấy cái cảnh, mấy cái cửa hàng xưa, cổ xưa. Cho nên là tụi em đến đây để mình mang lại cái không khí Tết xưa, giống ngày xưa cho ôm, giống như là giống lại cái kỷ niệm xưa. Thời điểm này thì em thấy mọi người đi chợ cũng ít á, rồi xe cộ cũng ít nên là đi chụp hình thấy nó thoải mái hơn là mấy cái ngày cận Tết thì mọi người hay đi chợ đông lắm. Mỗi năm tôi thường đi chụp ở những cái chùa rồi mà năm nay tôi thấy ở khung cảnh chợ vui vẻ nên tôi quyết định đi tới đây chụp để lưu giữ những bức hình thanh xuân. Tôi thấy là vui tại vì lưu lại được những cái khoảnh khắc xuân sắp về, thấy rất là háo hức. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều phụ huynh cũng đến chợ Biên Hòa để chụp cho con bộ ảnh Tết. Để cho ra một bộ ảnh ưng ý, nhiều người chọn cho mình những bộ áo dài mang phong cách xưa và một vài món phụ kiện đơn giản như khăn lụa, kính râm hay một nhành hoa, túi cói để tạo điểm nhấn. Với không gian ngoài cổ mang nét đặc trưng của một khu chợ truyền thống lâu đời, các bạn trẻ chỉ cần thả dáng bên sạp trái cây, cửa hàng bán đồ trang trí Tết hay những xe hàng hoa là đã có ngay cho mình những bộ ảnh thật xuân và xưa. Và để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của các bạn trẻ, tại chợ luôn xuất hiện rất đông tay máy sẵn sàng phục vụ khách. Nhiều nhóm còn đầu tư cả ekip chuyên nghiệp. Năm nay số lượng chụp Tết tăng mạnh, tăng nhiều luôn. Năm trước chụp chợ rồi Tết này ít, năm nay là rộ lên và tăng nhiều so với năm trước. Giá của mình book chơi mỗi cái chơi phần. Giá thì dao động khoảng từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu một người. Là bao gồm trang phục, make up rồi chụp, dao, phay gốc. Các bạn trẻ mặc áo dài việt phục để chụp hình Tết, chụp hình xuân rất tốt để quảng bá cho văn hóa như dân tộc Việt Nam mình. Hy vọng mọi người bắt chen, nhưng mà bắt chen có kiến thức và có chọn lọc. Chụp hình Tết là một niềm vui trong cuộc sống của nhiều người và không riêng gì các bạn trẻ. Và trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, sắm cho mình một bộ hình xinh tươi với tà áo dài truyền thống không chỉ giúp chúng ta lưu giữ một thanh xuân tươi đẹp mà còn gìn giữ quảng bá văn hóa Việt đến đông đảo bạn bè, du khách quốc tế.